dịp ngày lễ Giáng sinh đang chuẩn bị đến gần, mình xin gửi đến các bạn một số câu đố vui về ngày Giáng sinh để các bạn và mọi người có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc vào ngày Giáng sinh sắp tới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Chúa Giêsu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến và bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa. Và món quà của họ mang đến là gì? Đáp án: vàng, nhũ hương, mộc dược. Noel vào nhà của các em nhỏ bằng đường nào? Đáp án: ông già Noel chui qua ống khói. Câu 3: tại sao ông già Noel lại vào nhà bằng ống khói? Mùa đông rất lạnh nên các cửa đều đóng kín mít nên ông già Noel phải vào bằng đường ống khói. Câu 4: ông già Noel cưỡi xe mấy con tuần lộc. Đáp án: 9 con tuần lộc xếp thành 2 hàng, mỗi hàng 4 con là Nancy, Dancer, Francer, Vincent, Comet, Cupid, Donner và Blitzen. Và con đi đầu là chú tuần lộc mũi đỏ mang tên Rudolph. Câu 5: tại sao ông già Noel chọn con tuần lộc thứ 9 làm con dẫn đường? Nó có cánh mũi đỏ phát sáng trong đêm tối. Câu 6: tên thật của ông già Noel là gì? Đáp án: Thánh Nicholas, vị thánh quan thầy của trẻ em hay còn gọi là Santa Claus. Câu 7: ông già Noel thường mặc quần áo màu gì? Đáp án: màu đỏ phiền trắng. Câu 8: túi đựng quà cho trẻ em là gì? Sưởi. Câu 9: lễ chính thức của lễ Giáng sinh là ngày nào? Đáp án: ngày 25 tháng 12 còn gọi là lễ chính ngày, còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là lễ vọng. Câu 10: trên cây thông Noel thường được trang trí những gì? Đáp án: trên cây thông Noel thường được trang trí gồm có trái táo của bà Eva, ngôi sao trên đỉnh cây. Câu 11: ý nghĩa của từ Noel. Của từ
nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Câu 12. Ý nghĩa của những món quà trong ngày lễ Giáng sinh là gì? Món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người. Câu 13. Chúa Giê-xu được sinh ra ở đâu? Đáp án: Chúa sinh ra đời ở một hang đá nhỏ, tại một máng cỏ có các mục đồng chăn chiên, tại thành Bethlehem. Câu 14. Vị thánh rội tội cho Chúa Giê-xu là ai? Đáp án: Trước khi bước vào đời sống công khai đi giao giảng tin mừng cứu hộ, Chúa Giê-xu đến xin ông Gioan tẩy giả làm phép rửa cho mình tại sông Giô-đan. Câu 15. Biểu tượng to lớn được treo ở chỗ cao nhất của tháp chuông đồng hồ là gì? Đáp án: Theo tương truyền, lúc Chúa vừa chào đời thì xuất hiện một ngôi sao rực rỡ, ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ đó, ba vị vua tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng để đến được thành Bethlehem, nơi Chúa đã ra đời. Ngôi sao trở thành biểu tượng ý nghĩa trong mùa Giáng sinh và treo chỗ sang trọng nhất ở các giáo đường, cơ sở tôn giáo trong đêm Giáng sinh để nhớ đến sự tích trên. Do đó, ý nghĩa ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của Thượng Đế. Ngôi sao năm cánh được xuất hiện rực rỡ đủ màu sắc trong mùa Giáng sinh, một ngôi sao to lớn được treo chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Câu 16. Món quà của một em bé tặng Chúa 2 đồng là gì? Nên em đã mang đến một máng cỏ một chùm lá cây. Các bạn em cười chế nhạo em, nhưng em đã đặt những nhánh cây dưới chân Chúa hài đồng, thì những nhánh cành lá đó biến thành những bông hoa đỏ rực rỡ rất đẹp. Câu 17. Tên Giê-xu có nghĩa là gì? Giê-xu có nghĩa là Chúa cứu chuộc. Câu 18. Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người nào? Đáp án: Ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với các chú lùn và các con tuần lộc. Câu 19. Món quà ông già Noel thường để ở đâu? Đáp án: Trong chiếc tất. Câu 20. Những đứa trẻ ngoan sẽ treo tất của mình ở đâu để nhận quà của ông già Noel? Lò sưởi và trên đầu giường. Câu 21. Chiếc gậy kẹo và những sọc trắng đỏ có ý nghĩa gì? Đáp án: Vào những năm 1800, một người làm kẹo ở Ấn Độ muốn biểu đạt ý nghĩa của lễ Giáng sinh qua một biểu tượng được làm bằng kẹo. Ông muốn cong một trong những thỏi kẹo của mình thành hình một chiếc gậy kẹo. Màu trắng của kẹo biểu hiện cho sự trong sáng và vô tội của Chúa Giê-xu. Sau đó, ba
ba sọc nhỏ tượng trưng cho những đau đớn mà Đức Chúa đã chịu trước khi Ngài chết trên cây thập ác. Ba sọc đó còn biểu hiện ba ngôi thiêng liêng của Chúa, sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh Thần. Ông thêm vào một sọc đậm để tượng trưng cho máu mà Chúa đã đổ cho loài người. Khi nhìn vào cái móc của cây gậy, ta thấy nó giống hệt cây gậy của người chăn cừu, vì Chúa Giê-xu chính là người chăn dắt con người. Nếu bạn lật ngược cây gậy đó, nó sẽ trở thành chữ Z, tượng trưng cho chữ cái đầu tiên của tên Chúa Giê-xu. Câu 22. Hãy viết một lời chúc Giáng sinh đến người mà em yêu thương. Hy vọng các bạn có thể đố các bé nhà mình những câu đố vui Giáng sinh này để kích thích trí não của bé phát triển, cũng như giúp trẻ hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa Giáng sinh. Và nhớ ủng hộ kênh của mình nhé các bạn.